Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất và sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 7, phiên xét xử 254 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cục đăng kiểm Việt Nam tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo tại Trung tâm đăng kiểm 5005V. Theo cáo buộc, để có tiền hối lộ cho lãnh đạo Cục Đăng Kiểm và tăng thu nhập cho các nhân viên, bị cáo Nguyễn Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Đăng Kiểm 5005V, đã đưa ra chủ trương cho phép các đăng kiểm viên ở cơ sở An Phố Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh Hồng Hà, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhận hối lộ của chủ phương tiện. Theo phân công, đăng kiểm viên phụ trách công đoạn 1 sẽ lên cabin kiểm tra xem chủ xe có bỏ tiền vào vị trí như cần gặt số, hộc đựng đồ hay trong bao thuốc lá để trên cabin không. Nếu có, đăng kiểm viên sẽ bật đèn ra hiệu cho nhau để quá trình kiểm tra bỏ qua lỗi không đạt tiêu chuẩn của phương tiện. Trường hợp trên xe không có tiền, các đăng kiểm viên sẽ kiểm tra kỹ và ghi nhận tất cả các lỗi in phiếu kiểm định lần 1 không đạt và yêu cầu chủ xe phải khắc phục các lỗi này mới cho kiểm định lại lần 2. Vì vậy, các chủ phương tiện buộc phải liên hệ lại với đăng kiểm viên để đưa hối lộ từ 150 đến 500 nghìn đồng. Tiền hối lộ nhận được sẽ tổng hợp đến cuối ngày rồi chia theo tỷ lệ quy định. Hội đồng xét xử hỏi, hành vi phạm tội của bị cáo nêu trong cáo trạng có đúng không? Bị cáo Ngô Ngọc Sơn, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm 5006V thừa nhận đúng. Xong, bị cáo này đã kể thêm quá trình nhúng chàm của mình. Bị cáo Sơn khai, ông được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 5007V từ tháng 10 năm 2017. Ban đầu, ông Sơn cố gắng chấn chỉnh tình hình tiêu cực bằng cách cấm các đăng kiểm viên nhận tiền từ người đến kiểm định xe. Tuy nhiên, do áp lực về chỉ tiêu số lượt phương tiện kiểm định, doanh thu và lương thưởng của nhân viên, ông Sơn đã thay đổi quy định vào tháng 8 năm 2018, cho phép nhân viên nhận tiền bồi dưỡng từ chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi nhỏ và tăng thêm thu nhập. Theo đó, từ tháng 8 năm 2018, người đứng đầu Trung tâm Đăng kiểm 5007V đã cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ từ chủ phương tiện, người đi đăng kiểm hoặc đối tượng môi giới để bỏ qua lỗi, kiểm định đạt cho các phương tiện đăng kiểm. Trước đây, khi mua ô tô mới, chủ xe tốn khá nhiều thời gian công sức để thực hiện các thủ tục giấy tờ đăng ký xe lần đầu. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 tới đây, theo quyết định năm 287 của Bộ Công an về việc đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và được Bộ Công an ban hành, chủ xe có thể thuận tiện hơn khi việc đăng ký xe lần đầu áp dụng với xe sản xuất lắp ráp trong nước có thể thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đây là quy định mới, do đó để chủ xe có thể chủ động và thuận tiện hơn khi thực hiện đăng ký xe lần đầu, áp dụng với xe sản xuất lắp ráp trong nước thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID hoặc bằng dịch vụ công trực tuyến, Bộ Công an cũng chỉ rõ trình tự thực hiện thông qua 7 bước. Bước 1, công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước, chuẩn bị hồ sơ, chụp ảnh của xe Việc đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến được áp dụng với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sau đó, chủ xe đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia VNAID và kê khai chính xác đầy đủ trung thực các nội dung quy định trong mẫu giấy đăng ký xe, tải ảnh chụp của xe theo hướng dẫn nộp qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Bước 2 chủ xe thực hiện lựa chọn biển số nếu đã có biển định danh hoặc biển đấu giá hoặc bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên VNEID. Bước 3. Cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia, thông báo mã, dịch vụ công và biển số xe được cấp cho chủ xe, hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên ứng dụng định danh quốc gia để chủ xe nộp tiền lệ phí, qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công ứng dụng định danh quốc gia. Bước 4, sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công ứng dụng định danh quốc gia thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí. Bước 5, cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công ứng dụng định danh quốc gia chuyển về hệ thống đăng ký quản lý xe, in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe, trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan, đóng dấu hồ sơ xe, ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công ứng dụng định danh quốc gia theo quy định. Bước 6 Chủ xe nhận thông báo về kết quả hồ sơ từ cổng dịch vụ công Bộ Công an qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên ứng dụng định danh quốc gia, nộp lại phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe qua dịch vụ bưu chính công ích. Bước 7 Cán bộ đăng ký xe nhận phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản trà số máy, số 0 của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe, quét bản trà số máy, số 0 của xe, bản trà số xe, số 0 dán trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và tải lên hệ thống đăng ký quản lý xe đối với hồ sơ cấp biển số xe định danh lần đầu và chứng nhận đăng ký xe thời hạn giải quyết không quá hai ngày làm việc ngoài ra công dân phải chuẩn bị đủ một bộ hồ sơ gồm giấy tờ của chủ xe khai thác từ cơ sở dữ liệu thông qua tài khoản định danh điện tử giấy khai đăng ký xe kê khai thông tin trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc vneid giấy tờ của xe sử dụng dữ liệu điện tử của cơ quan đăng kiểm cơ quan thuế phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng nộp qua dịch vụ bưu chính khi nhận kết quả. Theo quy định, đối với hồ sơ cấp biển số xe định danh lần đầu và chứng nhận đăng ký xe, thời hạn giải quyết không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với hồ sơ cấp lại biển số định danh, biển đấu giá và chứng nhận đăng ký xe thì không quá 7 ngày làm việc. Ngày 29 tháng 7, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng cảnh sát điều tra. Tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh phải thống nhất nhận thức công tác điều tra, xử lý tội phạm có vai trò quyết định, vị trí đặc biệt quan trọng trong tổng thể đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu mọi hoạt động điều tra xử lý tội phạm phải thượng tôn pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đồng thời đảm bảo tính nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, vì nhân dân, vì con người, vì sự nghiệp chung. Khi xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ trong quân đội, được quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định không tuyển chọn những trường hợp trên cơ thể có hình xăm chữ xăm, có nội dung chống đối chế độ chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị kỳ quái, kích động tình dục bạo lực. Hình xăm chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện như mặt, đầu, cổ, từ 1 phần 2 cánh tay trên trở xuống, từ 1 phần 3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm chữ xăm chiếm diện tích từ 1 phần 2 lưng, ngực, bụng trở lên. Bộ Quốc phòng chỉ rõ thực tế hiện nay, một số công dân đã lợi dụng quy định này cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển hoặc sau khi sơ tuyển, biết đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ để nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự gây dư luận bất bình trong nhân dân. Để kịp thời góp phần ngăn chặn các hành vi lợi dụng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tiếp tục nghiên cứu đánh giá đầy đủ các chính sách và tác động liên quan, báo cáo đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 27/2016, đồng thời phối hợp với các bộ liên quan sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 50/2016 vào thời điểm phù hợp khi có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý thực tiễn, đảm bảo khoa học, khả thi để pháp luật nghĩa vụ quân sự được thực hiện hiệu quả, thiết thực và nghiêm minh.